Sáng ngày 4 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Tuyên Hóa tổ chức hội nghị giao ban kinh tế xã hội quý 1 triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2022. Đồng chí Lê Nam Giang, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, chủ trì hội nghị. Trong quý 1 năm 2022, huyện Tuyên Hóa đã hoàn thành gieo trồng các loại cây trồng vụ đông xuân theo đúng lịch thời vụ, chủ động công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, đẩy mạnh công tác phòng chống rét và phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được tăng cường. Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới được quan tâm chỉ đạo. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 3 tháng đầu năm ước đạt 98,57 tỷ đồng, đạt 23,2% so với kế hoạch năm. Thu ngân sách ước thực hiện 26,6 tỷ đồng, đạt 33,8% dự toán tỉnh giao, đạt 32,3% dự toán huyện giao. Về lĩnh vực giáo dục đào tạo, huyện tiếp tục chỉ đạo các trường dạy học theo phương án tổ chức dạy học thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Về công tác phòng chống dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân huyện đã chủ động tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo cách tiếp cận mới, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Công tác giám sát phòng chống dịch bệnh được tăng cường, công tác xét nghiệm được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine COVID-19 nhằm tạo độ bao phủ cao. Đến ngày 23 tháng 3, huyện Tuyên Hóa có 64.121 người tiêm đủ 2 mũi, 19.766 người tiêm mũi bổ sung, 17.898 người tiêm mũi nhắc lại. Hiện huyện Tuyên Hóa đang chỉ đạo sửa chữa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Nam Hóa cũ để làm cơ sở điều trị COVID-19 của huyện. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Hội nghị cũng đã tiến hành thảo luận và đề ra nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong quý 2, đó là chỉ đạo các địa phương chăm sóc phòng trừ sâu bệnh các loài cây trồng, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tập trung giải quyết vướng mắc trong lĩnh vực đất đai còn tồn đọng, ban hành kế hoạch khuyến công năm 2022, triển khai rà soát, điều chỉnh quy hoạch cùng ngành nghề, kêu gọi các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vào đầu tư, hoạt động tại cụm công nghiệp Tiến Hóa, tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân.